Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mời chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn lấy hôm nay sẽ là chuyến vượt liệu mà cuối cùng của nhà ba ông cháu rồi cô bác. Đấy, hiện tại thì Si thì cũng đã lấy thêm và thêm là cả cái khoa nữa. Thêm là cái chỗ của ông đã đang, ông cũng đang điệu kia là tôn cô bác. Đấy, cái phần tôn với lại sắt kia thì phần đấy thì cháu Lực sẽ không có lấy thuê cô bác. Cũng được là nhà chú của Sử gia hộ này, có cả ông nữa. Đây, gạch đây thì hiện tại là cháu Lực đã lấy đủ rồi các bác ấy. Ở đây thì có gạch ốp chân tường này, xong là gạch ốp gạch ốp chân tường thì chưa có, gạch ốp nền với lại gạch ốp nhà vệ sinh thôi. Chú làm được mấy tấm đấy? Dạ. Được 2 tấm à? Một tấm một thôi chú, nếu mà 2 tấm thì không được thì một tấm một thôi. Hả? Nếu mà 2 tấm không được thì một tấm một thôi. Đây, một tấm một đi thôi. Đấy, cái phần tôn này thì phải nói là không có dùng xe máy để chở được đi vào cô bác ạ. Tôn này thì rất là xác này, một tí thôi thì cháu được sẽ đi lấy thêm cái bao tay về. Hiện tại là các anh thợ ở bên kia là có khi là đang ghép cốt pha là đổ mái hiên đấy không bác? Có mấy thanh niên là cùng sửa chở Si sao các bác? Phần Si này thì chắc là lấy thuê rồi. Anh chở Si à? Chở Si à? Bên kia người ta đổ chưa? Để đây đó. Bên kia người ta đã đổ chưa hả Sứ? Các anh thợ đã đổ chưa? Các anh thợ đã đổ máy chưa? Đang trộn chưa? Đang trộn nè. Ôi, đeo khẩu trang vào đi. Từ từ anh lấy khẩu trang cho. Hả? Không lấy á? Bụi này đeo khẩu trang đi. Có lấy khẩu trang không? Mắc 40 ấy, nhìn chứ này này. Đúng rồi. Đây, ở bên kia thì hiện tại là các anh thợ là cũng đang đổ thôi. Có đeo bao tay không? Không ạ. Lấy bao tay để đeo ấy. Bao tay đeo tay ấy. Không, đang dính xi hết rồi. Đang dính xi chìa khóa xe nhá. Thế à? Hôm nay thì có cả ông là ra vác luôn cô bác ạ. Đấy, mấy anh em thì mỗi người làm một công việc. Hay tôn này thì nó còn tôn này thì rất nhẹ thôi cô bác, nhưng mà cái gọi là nó dài quá
nó cong cành thì ra là không có dùng xe máy để chở được vào, bắt buộc là phải mình phải vận chuyển bằng cái đường bộ của mình thôi. Hôm nay thì là chuyến vật liệu mà cuối cùng rồi, thành ra là không không lo ngại nữa cô bác. Những cái chuyến vật liệu mà trước cho Lực lấy lên thì gồm có là cát với sỏi với lại gạch ấy. Hai cái đấy thì mấy cái đấy thì nó sẽ, mặc dù là mình mua cát lên thì nó rẻ thôi, nhưng mà cái chi phí của nó mình vận chuyển ra đến nhà của Sử thì nó rất là đắt. Nó bằng là gọi là hai xe cát luôn rồi. Ông với chú Sử thì có vẻ là đi rất là nhanh ấy. Nhường Sử đi trước mới được rồi. Còn vật liệu thì chắc là chỉ chở ngày hôm nay nữa thôi cô bác ạ, là cũng hết rồi. Ngày mai thì sẽ không có thêm những cái chuyến vật liệu nào để vào nữa. Chuyến vật liệu chuyến cuối cùng này thì sẽ do bạn Trình, là bạn ấy sẽ gửi tiền để trả nốt cái phần chuyến vật liệu này nữa. Ui, ông với chú có xử được thế, không lấy nghỉ ngơi ở đâu luôn đấy. Chào anh. Ở bên kia người ta đang cưa cái gì sao nhỉ? Đuổi kịp của ông với lại à? Chú có xử đi đó. Chỉ cá là phong mưng đeo còn dễ ơi. Cá nó dễ nổ. Thế bắt tay cho ông này. Hông mông đeo dê này. Vào. Này, họ đeo hông mông, hít chút bộ. Ở đây thì ông ở cháu được nhìn thấy là hai tấm luôn đấy. Vâng anh. Nhà ấy đẹp hết anh nhỉ. Chưa anh ơi. Phải đeo chút bao tay này thì vác cái phân là tô này thì mới không có sợ. Có chứ anh. Vâng. Tối qua cũng mổ mà. Tối hôm nay cũng mổ. Tiền bán đi đâu đấy mà xem nào. Cắm ô tô tiền bán đấy mà đấy.
Thế bà gì? Bà Ino. Ông thì hôm nay cũng đích thân ra là vận chuyển luôn đấy các bác à. Nhà này có đi chát không anh? Có đi chát không? Chát đấy à? Vâng. Vâng. Chát đây mới đẹp ấy. Ui có vẻ như ông đi rất là nhanh các bác. Không có đuổi kịp ông luôn đấy. Phải nói là cái cuộc sống của ông thì hy sinh cho em Hải em Sử rất là nhiều rồi các bác. Vừa làm ông này, vừa làm bố này, và vừa làm mẹ của hai anh em Sử với Hải. Và đến hôm nay thì sau khi mà những cái thước phim mà cháu Lực với bạn Trình chia sẻ lên thì cũng được cô bác anh chị là cùng nhau chung tay đóng góp cho ba ông cháu. Thì đến hiện tại thì ba ông cháu cũng có được một cái ngôi nhà mà mơ ước của ba ông cháu rồi. Hãy nhìn những cái bước chân của ông thì từ từ nha, thôi rồi đi. Hãy nhìn những cái bước chân của ông. 80 tuổi của bác đi vẫn còn rất là mạnh khỏe. Cán bao nhiêu rồi? Lấy cái ông bên nào rồi, lấy cả bà nè. Ở nhà này. Chị đẹp sáng rồi. Ừ, rồi à. Phải giờ nó dên không? Phải bà. Phải chụp quá. Giờ thầy khai đây. Rồi. Tiếp tục. Thế bây giờ thì xi với lại gạch thì phải dùng xe máy để chở thôi. Như cô bác cũng đã biết rồi rằng là cháu Lực để con xe máy cũ của cháu Lực để lại cho em Sử. Để bao giờ em mới làm hoàn thiện xong cái ngôi nhà thì mới gửi cho cháu Lực. Đấy, hôm nay thì Sử chở được bao nhiêu thì sẽ chở. Không có chở hết thì sẽ lấy thuê cô bác. Đấy, hôm nay có một thanh niên là cùng Sử chở thì một tí sẽ phải gửi công cho thanh niên kia. Ngày hôm nay thì sẽ là ngày hơi bận rộn một chút cô bác. Cũng là vừa vận chuyển vật liệu nữa, xong lại vừa cái máy thợ, lại vừa đổ cái phần là máy hiên tay nữa. Ông thì chắc là chỉ cho ông vác nốt chuyến này thôi cô bác, thì cũng sẽ cho ông nghỉ ngơi. Để phần còn lại thì để cháu Lực với lại em Sử với lại thêm những người nhà chú của Sử nữa.
Đấy, cái này thì bây giờ cứ để tạm nó, xong rồi một tí nữa thì sẽ xếp ra chỗ khác. Tao đây. Đấy, cứ để đấy, bây giờ thì sát hộp này của bác này cũng đã vận chuyển ra hết đến đây rồi. Hôm nay là mấy đứa đây cũng hộ à? Hả? À cũng hộ à? Mệt không? Có. Có à? Đấy, các con của chú cũng là như là cháu của ông thì hôm nay là không có đi học ấy, thành ra là ô thanh niên này hôm nay không đi học à? Nghỉ học hay là đừng nghỉ ấy? Đừng nghỉ hả? À là tự nghỉ đúng không? À thanh niên thì không có đi học của bác này, nhà thanh niên này cũng đang trong quá trình mà làm nhà, thành ra là chắc là cũng nghỉ học luôn. Ở đây thì sắt này, nóc này, mọi cái thì bây giờ cũng đã vận chuyển ra đến đây rồi cô bác. Cái sắt này thì sẽ để làm vừa là kèo chữ A này, xong là vừa cái kèo mà mình để bắn tôn vào nữa. Được đổ ra chú Vinh ơi. Đi xuống với các anh thợ một chút. Đấy, hiện tại là nhìn từ xa thì cô bác cũng đã nhìn thấy là cái phần mái hiên thì đã được đổ xong rồi cô bác nhé. Đây mấy đứa này đeo bao tay vào đi. Đây. Đây đeo bao tay này đi này này. Thanh niên. Đây đeo cái bao tay này thì tí mới không sợ đứt tay. Hôm nay thì nhìn thấy các anh thợ là hình như là có thêm nhân lực lên hay sao ấy. Hôm nay thì có vẻ như là đảo vứa rất là nhiều, thành ra là phải cần thêm nhân lực. Hôm nay thì Huấn chưa nhìn thấy anh Vinh đâu các bác. Hả? Nó say mày à? Găng tay phá. Ừ, đây. Chị ơi, chào các bác nhá. Chị găng tay chưa? Ừ. Anh hai này, găng tay này. Chú Bình ơi, có găng tay chưa chú Bình ơi? Vâng. Còn chú kia nữa. Đây chú đeo găng tay vào đi. Được một trộn đổ được một nửa cho anh. Rồi. Được một nửa rồi. Gần được phòng ngủ rồi. Được phòng ngủ bên này rồi à? Hãy chở xi thì phải nói là khá là bụng cô bác này. Cháu Lực cũng bảo em xử là đeo khẩu trang vào, nhưng mà em ấy không có muốn đeo khẩu trang, cô bác bảo là đeo khẩu trang vào nó khó thở. Thì phải nói khá là bụi bụi của bác ạ. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Không ai thích thì nhàn mà chứ mấy nổ. Nổ. Không ai thích thì nhàn mà chứ mấy. Cho nên nó bảo đã giao dịch một ít mà thứ quay chú đấy chứ. Thế mà lên cũng bảo quay à? Chú này à? Ừ. Chú này vừa thưa à? Ừ. Nghĩa. Đang lát tao mới. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị.
Bây rồi à, bây giờ thì cháu Lực với lại Sử với lại thêm thanh niên kia lại tiếp tục là đi móc thêm những cái chuyến vật liệu để về hoàn thiện nốt phần bên này đó cô bác. Hiện tại thì các anh cũng đã đổ đi. Hiện tại thì các anh cũng đã đang đổ cái phần máy hiên rồi. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ quay lại và ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Ôi dưới này lên không được hai người đâu. Ồ. Hả? Cái chuyến mà lúc mà quay đầu lại bên kia thì có thể là cùng em Sử với thanh niên này đi xe máy được. Nhưng mà một tí nữa về thì phải là vác bộ sang rồi cô bác ạ. Vác tôn ấy. Anh cô bác anh chị cũng thông cảm cho cháu Lực với lại em Sử không có đội mũ bảo hiểm. Tại vì cái con đường này cũng ngắn thôi, thành ra là không có đội mũ bảo hiểm. Bây giờ phải nói nếu mà mình đội mũ bảo hiểm thì nó cũng giúp ích cho mình là bảo vệ cái bản thân của mình thôi. Hay ông với lại thêm hai người cháu nữa là con của chú đấy, với lại chú nữa thì đi bộ. Nói là đi sâu em Sử thì cũng khá là nguy hiểm cô bác ạ. Những cái cung đường này thì đối với em thì em đi rất quen rồi. Mình đi xe máy thì nếu mà mình ngồi sau thì sẽ rất là sợ. Còn là nếu mà mình người mà cầm tay lái thì không có sợ một chút nào. Sau khi mà một tí nữa cháu Lực với lại Sử với lại thêm thanh niên đó chở hết cái phần vật liệu này, vận chuyển hết cái phần vật liệu này thì chắc là có khi là máy anh thợ thì cũng đã đổ xong cái phần máy hiên rồi đấy. Bây giờ thì xe máy thì sẽ dùng để chở xi này các bác này. Đây một bây giờ thì Sử chở được bao nhiêu thì chở, không chở được thì phần đấy thì tính tiếp các bác. Đây, ở đây thì bây giờ mỗi người một chuyến thôi là cũng đã hết rồi. Còn ở đây là cái toilet của bác này, ở đây là cái toilet mà không phải là toilet bẹp đâu, mà toilet này là toilet đang lấy ngồi, toilet cao các bác nhé. Đây, và cho cháu Lực cũng xin được nói thêm một chút là về cái phần gạch này các bác này. Ô cái này ai bóc đi rồi? Cầm về nhà chưa? Sáng nay là cầm Sử cầm về đúng không? Đấy, còn ở đây là cái gạch mà gạch ốp ốp nhà vệ sinh của bác nhá, ốp cái phần tường nhà vệ sinh này. Còn gạch bên này thì là cái gạch mà để mà mình ốp cái phần nền. Vừa nãy thì cháu được cùng là nói qua một chút rồi. Hay ở đây thì cái phần gạch ốp chân tường của nhà vệ sinh thì nó sẽ màu trắng trắng của bác nhá. Thế còn gạch mà ốp ở trong nhà vệ sinh ấy thì nó sẽ màu này cô bác này. Đấy. Đấy nó sẽ là một màu mà nó có dạng như kiểu giả đá một chút đấy, để trong quá trình mình đi nó sẽ không có bị trơn trượt cho lắm cô bác. Còn gạch đấy. Còn đây là cái gạch mà ốp ốp nền nhà này. Đấy, gạch này thì phải nói là cháu Lực cũng lựa chọn cái màu này một chút để không cho nó bị bẩn anh. Bây giờ nếu mà cháu Lực ốp cái mặt nền cái ốp mà màu trắng này thì trong quá trình mà các em mà ở trong nhà thì nếu mà không có
ở trên bản đấy cô bác thì hay sẽ có những cái ấy, nhà bụi đất vào thời gian là nó sẽ rất là bẩn. Bác với ta đây. Ông đang nhóc nào? Lấy củi à? Lấy củi á? Ồ, thế không phải là đi hầu chớ à? Cái anh này, bác thấy đẹp chưa? Có hoa văn đây này. Nhà bác có gạch này không? Nhà bác không dùng đâu nhỉ? Đấy, ở bên kia thì có các cháu nhỏ đang học nữa cô bác. Đấy, mong sao là tối nay thì anh em mình vận chuyển hết cái phần xi này đi. Đấy, chứ không là để đây là tối cũng sợ là hơi sợ một chút cô bác này. Có thể là bây giờ để đây mà không trông coi cẩn thận là mất một hai bao thì nó cũng là cả một cái quá trình. Đấy, cũng là những cái giọt mồ hôi công sức của các cô các bác là đi làm về, đi làm. Phải nói là đổ mồ hôi rất là nhiều thì mới có được những đồng tiền để mà giúp và gửi cho ba ông cháu, để ba ông cháu được hoàn thiện cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này cô bác ạ. Đấy, ông thì với thêm hai người cháu của nhà chú nữa thì cũng là đi bộ từ bên kia sang ấy cô bác. Đây, lần này thì sẽ vác ra tấm to hơn. Mấy đứa này mỗi người vác được một tấm nữa chứ nha. Đấy, anh to hơn thì anh vác tấm to hơn. Cẩn thận nha, sắc lắm ấy. Đấy, phải mua găng tay này về đeo thì mới không có nguy hiểm đến tay này cô bác này. Chứ không là những cái tấm tôn này, những cái viền này rất là sắc đấy. Đấy, ở đây thì hoàn toàn là đập ngôi nhà của bác cháu thì sẽ hoàn toàn là đập bằng tấm tôn xanh với lại tôn chống xốp này. Còn với cái phần nhà bếp thì cháu được sẽ lập vào cái tôn bình thường ấy cô bác. Sợ mà sau này mà bác cháu đun cái lò bếp củi kia lâu ngày quá thành ra là nó đen hết cả cái phần này rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ chuẩn bị đi thôi. Nhà chú của Sử thì nếu mà gia đình Sử là có những công việc gì thì cũng ra hộ, phải nói là cả nhà luôn cô bác ạ. Hôm nay thì đích thân ông cũng ra luôn đấy cô bác. Còn là em Hải thì em ấy đi học rồi. Như con của chú Sử ấy, thành ra là không có đi học mới hộ được. Cái thanh niên kia thì hôm nay là nghỉ học. Còn bạn gái kia thì hôm nay không có đi học ấy. Bạn gái kia thì là bỏ học từ lâu rồi cô bác. Năm nay thì cũng được 15 tuổi rồi bạn gái ấy. Thì hầu như là các bạn ở trên vùng cao này cô bác này, phải nói là mình lao động rất là nhiều, thành ra là thấy những cái bước chân mà của các em đi rất là nhanh. Đấy, ông cũng thế thôi, năm nay ông cũng đã gần 80 tuổi rồi, nhưng những cái bước chân của ông thì phải nói là thanh niên còn là kém ấy. Như là cháu Lực với em Sử thì phải nói là sức khỏe thì có nhưng mà không có sức bền được. Ôi mấy đứa này nó nhanh quá. Hay từ điểm trường ra đến Sử thì nếu mà để vác như này các bác này phải đi từ mất tầm độ 25 phút đấy. Phải nghỉ ngơi máy chặng thì mới đến được nhà của Sử. Hay như cái chỗ mà cháu Lực hiện tại đang đi này, đường rất là rộng này. Chỗ này thì ô tô con có thể vào được luôn đấy. Nhưng mà từ cái chỗ mà có bờ ruộng kia là hình như là dân người ta không có hiến đất, thành ra là không có đào nữa.
Mệt không thanh niên? Hả? Nghỉ ngơi đi nhờ. Chị cắt bà dê. Thế chị tờ á? Chị cắt được bao mà nèo? Nghỉ ngơi đi. Không xì cát à? Sắp xong đấy anh nhờ. Xây 3 ngày nữa à? Mấy đứa này không nghỉ ngơi à? Đâu? Đi một mạch luôn. Ui cái đầu bên này nó. Từ từ. Vào xeo. Ở đây thì xử chở được đi được xe máy được 4 chuyến. Đi xe máy được 4 chuyến thì cháu Lực với lại ông mình mới đi được có còn chưa đầy 1 chuyến cơ mà, đi bộ ấy. Còn đi được có một nửa đường thôi, có phải bây giờ phải không? Còn một nửa đường nữa thì mới đến chỗ nhà mới của ba ông cháu được. Hay mặc dù là những cái cung đường mà đi vào nhà ba ông cháu thì hiện tại là sẽ hơi khó khăn một chút các bác. Nhưng mà vì những cái khó khăn đấy cháu Lực chưa có bao giờ có ý định gọi là bỏ cuộc cả. Thế hầu như là những cái chuyến vật liệu hay là những cái công việc của nhà ba ông cháu có những chuyện gì thì cháu Lực đều là chia sẻ lên cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cũng biết rồi. Trong thời gian qua thì cô bác cũng đã nắm rõ được là cái ngôi nhà của ba ông cháu từ đầu đến giờ là những cái công việc như nào thì cháu Lực đều ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm rõ được.
Vậy một tí nữa cháu Lực sẽ đi hẳn xuống nhà của ba ông cháu xem là xử đi được bao nhiêu chuyến. Thì cháu Lực với ông mới đi bộ là đến nhà của ba ông cháu được. Lâu lâu phải có những con gió mà phải nói là cực kỳ là mát đấy. Ui, cây này cây gai đấy. À. Ôi, mà tôn nó hơi dài một chút thành ra là mắc cây cỏ rất là nhiều. Đây, hiện tại thì tôn thì cứ để tạm vào đây đã cô bác. Rồi một tí nữa vận chuyển đi vào hết thì cháu Lực với lại em Sử là sẽ sắp xếp lại sau. Đã tốt phủ nó dễ lầm bỏ lắm bố. Tốt ngươi lên này dễ tốt không nè. Tốt thì tốt khẩm lông ạ. Tốt đi lông ạ. Lầm bỏ lắm nè, hồi đi qua đây rút thủ thẻ cô. Cô ta cô. Cô liền nó đi. Nếu gì? Pin lên được không chứ? Pin lên. Tao. Pin lên này, trông đây, trông, nhớ trông đây là. Đấy. Đấy, nó biển to hả? Đây. Ở tốt lên này, thúi chút bụi rồi. Thúi lên chút bụi, một bút. Hay vật liệu mọi cái thì lúc lấy vào, lúc bóc xuống thì máy anh em cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi các bác này. Hay hiện tại là cái phần máy hiên thì các anh thợ cũng đã đúc đổ được xong một nửa rồi. Hay phải nói là cái ngôi nhà của ba ông cháu ngày một là hoàn thiện lên rất là nhiều rồi. Đấy, cứ mỗi chuyến mà vác từ bên kia sang bên này thì giờ máy anh em phải nghỉ ngơi độ tầm 5 đến 10 phút thì mới bắt đầu là đi tiếp được cô bác. Hãy mình đi bộ thôi, đi từ quán đường xa thì cũng đã cảm thấy là mình rất là mỏi rồi. Và trong khi đó thì ở trên đôi vai mình còn phải đụng thêm là những cái tấm tôn. Nói là khá là bụi bặm nhỉ? Có hay là đeo khẩu trang đi. Bụi quá thì đeo khẩu trang đi. Bảo đeo khẩu trang tí cũng được đâu. Đúng rồi. Sử bảo là đeo khẩu trang nhiều quá thành ra là cái mình bị khó thở của bác. Sử thì hầu như là chưa có đeo khẩu trang nhiều thành ra là chưa có tạo cho mình thói quen này. Ở đây là em không thích đeo hay là như nào? Đeo thì mệt à? Thở không là được. Thở nhỉ? Không được đúng không? Đấy, có khi là em ấy đeo không quen đấy cô bác. Nghỉ ngơi một chút nữa thì lại tiếp tục là sẽ đi vào mót những cái viên gạch này, những cái tấm tôn nữa để về để hết ra bên này cô bác. Tại vì là cháu Lực cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, nếu mà hôm nay không có vận chuyển hết thì đến đêm thì mấy anh em lại phải lên trông coi cái phần vật liệu này. Cái chuyến vật liệu này là chuyến cuối cùng, nó cũng là cái chuyến mà đắt tiền nhất rồi đấy. Vừa xử chở được mấy cái toilet về hết chưa? Ở bên kia còn một cái đúng không? Cái toilet này thì bồn cầu này thì hiện tại là chỉ lấy có một cái thôi các bác, không có làm một cái nhà vệ sinh thôi, thành ra là không có lấy được nhiều. Mấy cái đồ này là kiểm tra hết rồi đúng không? Mấy cái đồ này một tí nữa là sẽ giao lại cho mấy anh em thợ hết. Đấy, cứ mình cứ trở ra đây rồi sẽ giao lại cho anh em thợ nếu mà. Đây, cái túi bột trắng này là cái túi để mấy anh em sau này thợ ốp cái phần nền xong thì lấy đậy vào những cái khe của bác. Đây là cái gì nhỉ? Nắp. Ui, tí nó vỡ đấy. Sứa ôm cái này ra bên kia đi em.
Thật không đây? Hay thôi cứ để tạm đây đó, một tí nó đông người sợ là cái kia nó sẽ hỏng. Còn cái này thì mang cái kia đi. Còn mỗi cái kia đây. Hôm nay thì cháu được lên thì thấy là anh Vinh với lại anh Thanh là bận một chút công việc ở nhà nên ra là không có lên được. Anh nhưng mà các anh không có lên được, vẫn có vợ các anh lên này, xong là vẫn bổ sung thêm là nhân lực để vào mà làm nữa. Có hôm thì sẽ có đông người hơn, có hôm thì sẽ có ít người hơn các bác. Hay có lẽ là cái thời lượng thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Và cháu được cũng phải nói là xin gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để đến ngày hôm nay. Thì mọi cái vấn đề của nhà em Sử cũng đã dần dần là hòm hòm là vào ổn định hết rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần là thời gian nữa thôi thì nhà ba ông cháu sẽ có một cái ngôi nhà mới, và một cái ngôi nhà mà khang trang đẹp nhất bản ở trên của em Sử luôn. Sử thì có thấy vui mừng không? Chuyến này là bây giờ là hết vật liệu đấy. Bây giờ là không phải lấy thêm vật liệu là gì nữa rồi. Đấy, chuyến vật liệu này mặc dù là nó sẽ không có vận chuyển nhiều, nhưng mà được cái là nó đắt tiền nhất cô bác ạ. Những cái tôn này, những cái tấm tôn nóng lạnh với lại những cái bao xi và thêm những cái viên gạch ốp nữa, sắt nữa, mọi cái. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.